đây đi bà ơi. Sau một hồi đuổi bắt nó các bạn, cuối cùng mình cũng bắt được nó các bạn. Đây là một con mắt cà bông các bạn. Thì do lần đầu tiên mình bắt được nó mà mình không biết nó có độc hay không nên mình không có móc bàn tay các bạn. Mới nãy mình bắt là chiếc dép với các bạn. Đây nó quá là đẹp luôn này các bạn. Ok, lúc tôi biên nó chào các bạn ha. Hiện tại nãy giờ mình mới vừa lên hiện tượng mình phát hiện ra một con tắc kè các bạn. Nó thấy mình nó chạy vô đây. Mình bắt cho các bạn xem ha. Thì do lần đầu mình con tắc kè này không biết có động hay không nên mình không có dám dùng tay này. Mình sẽ dùng chiếc chép bắt nó. Đây nó này nè. Đây nó kè này nó bự lắm các bạn. Nó mất tiêu không biết. Ồ nó chạy lên đường nữa các bạn. Nó chạy tới đường các bạn ơi. Kiếm mới được. Đây, sợ nó hỏi nó chui vô cái hộp này là rồi khỏi bắt nó luôn các bạn. Đây cuối cùng mình đã bắt được đối với các bạn. Thì nãy giờ một hồi lần quần với nó rồi nó chạy nữa nè đó, nãy giờ một hồi lần quần với nó mà nè. Ơi nó chạy hoài mày hả, dính đây nè các bạn. Đây con tắc kè, một con tắc kè bông các bạn này. Thì do con này mình không biết nó có độc hay không nên mình không dám bắt bằng tay các bạn, mình chỉ dám cầm chiếc dép để mà chặn nó thôi. Để mình bắt các bạn xem, mình đè đầu nó xuống rồi mình bắt nó cho các bạn xem rồi mình review cho các bạn xem ha. Thì do lần đầu tiên mình cũng biết tắc kè lâu các bạn, nhưng là lần đầu tiên mình cũng thấy nó nè nên mình bắt thử đó. Nó giờ chết rồi các bạn ơi, nó hạ cái họng ra nè. Con này con tắc kè hoa các bạn, đẹp quá. Do bằng đêm nên mình quay bằng đèn led hơi không sáng không nhau, các bạn thông cảm. Đây mình đâu có bắp cổ ở đâu mà nó hạ họng nè, nó giải chết nè. Đó, một con tắc kè qua nha các bạn. Hôm nay nó kêu quá trời luôn các bạn. Giấc tối hay ban ngày nó cũng lên đây nó kêu mà nó nằm trong kẹt không à. Nay giấc tối nó ra mình mới bắt được nó nè. Con này cũng bự nha các bạn. Nó giống y như con thằng lằn nhưng mà nó bự hơn con thằng lằn nhiều. Nó có màu sắc sặc sỡ đẹp nè. Thì mình chủ yếu mình bắt mình review cho các bạn thêm thôi chứ mình cũng không bắt nó làm gì nha các bạn. Đây mình để mình xuống mình cho các bạn xem. Y hệt con thằng lằn thôi các bạn ơi. Con này hôm nay nó kêu hoài nghe nhức đầu lắm. Tối nó kêu ác cả khá eo hoài. Đó. Đó. Con này rất đẹp nha các bạn. Đó. Nó hào không nghe nè. Nó cũng giống như con thằng lằn. Nó to hơn thằng lằn chút thôi. Ok các bạn ơi, thì do mình đó giờ mình cũng không có rành mấy về tắc kè các bạn. Mà không biết nó có độc hay không nữa. Thì nếu các bạn nào có xem video á, hay là biết về con tắc kè thì comment bên dưới cho giúp mình ha. Thì do lần đầu mình bắt nó mình cũng không dám bắt nó bằng tay nữa các bạn, sợ có gì nó cắn nó độc nguy hiểm nữa. Thì các bạn không nên làm theo video nha, tại vì nhiều khi con này có độc đó. Rồi mà các bạn nào biết thì hãy comment bên dưới giúp mình. Đây nó đang bể đuôi các bạn. Con này nó có độ dài nó gần cỡ bằng một gang tay của mình các bạn. Thấy mình cầm vậy chứ thật sự nó hơi dài nha các bạn. Đây khi mình bắt lên nó ha hồng nó giả như chết đó. Đây
nó bự hơn con cá mối luôn các bạn. Này nó hàm, hàm nó rất là rộng nha các bạn. Nè con mắt nó nè, mắt nó có một chồng vàng chồng đen nè, rất là đẹp. Chắc mình cũng thả nó về tự nhiên cho nó sống nha các bạn, chứ mình cũng đâu có bắt nó làm gì, mình chủ yếu mình bắt nó mình review cho các bạn xem thôi. Mình nghe nói con tắc kè này nó cũng có giá trị đó, nhưng mà thôi mình thả nó đi nha các bạn, để cho nó về với gia đình, về với thiên nhiên. Đây nó đang chạy nè. Rồi chắc mình xin phép dừng video đây ha. Rồi mến chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye các bạn.